là chúng mày chính thức tắt điện đó lũ ngu. Đánh mày nhập viện ôi thật bất tiện vì thằng Quân hiện giờ vũ phu dạy con trốn lạc hay dần khôn. Nơi bác kịp rap còn vần đơn vần tao đại bác bắn cho tam nát giờ thì cái xác mày cần chôn. Tao này giữ ý chỉ ra tay bố thí style bọn mày giờ đây cũ kỹ đéo cần punchline gây chú ý tao cũng đủ để thổi bay lũ đi đào hố mà chôn xác vặn cổ thằng Pipo ỉa vào mỏ thằng Sôn bát tao dặm cả trăm kilo kỳ này chết chắc đi mẹ kỳ này hết phất AVP dùng nửa công lực cũng đủ để đi mà hết nấc. Mày đòi hỗn ở đâu chứ ra ngoài đây thì đầy phép tao đừng hỏi tại sao mày đéo thể khôn cũng là bởi vì mày kết bạn trong cổ họng mày toàn là cứt hút từ cây bong của Sôn bát khi sổ giọng thằng Pipo ngọc vì cứt cô đọng vào trong rap người tao béo vì tao nhiều vần vì tao luôn chọn bao rapper còn mày cục mơ gì đâu gây vãi lồn bọn tao phát sợ nhà bọn mày như cứt tôi thằng ngu hip hop thần chủng tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng bọn mày nên nâng cao dân trí trước khi tự phụ đòn kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu lông mẹ mày bị đụ bởi chín rồng nhà bọn mày như cứt tôi thằng ngu hip hop thần chủng tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng bọn mày nên nâng cao dân trí trước khi tự phụ đòn kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu lông mẹ mày bị đụ bởi chín rồng bay chưa say chưa giờ đã rõ thắng hay thua cay chưa hay chưa bịt mẹ mày đủ hay chưa ơ kìa đâu cả rồi sao tưởng có tổng tư lệnh hay tìm góc kín im lặng và ngồi nay mấy con chó bỗng như bệnh khả năng tao là trời sinh bọn mày thật tệ là xúc sinh bọn mày cay cú mặt nóng đỏ như máu con mẹ mày lúc kinh tao điên tiết là rất phiền phức cẩn thận bị giết ở đất miền bắc đủ làm chết khiếp thằng nào muốn tiếp dù ai cũng biết thằng Quất hiền hết trình độ tao chúng mày đéo cao bạn muốn được không hỏi thế đất tới cà mau nó súng vật đéo chịu để hương yên vậy cái đám óc chó lại bỏ với lai châu ngu si hưởng thái bình chửi nhà nước rapper miền bắc lại tới vào bình định mà nó không hòa bình vì từng miền bắc cạn nhân tài không còn được cái nào trình đỉnh kéo bầy càng dễ tát miền nam dã tràng xe cát kiểu nhạc óc chó vẫn chỉ để thỏa mãn lũ fan náo tàn nghĩa rap truyền thống hai mặt thằng nào cũng có khả năng biết diễn và biết cắn xỉ nhục mà ta đéo phải xoắn bởi vì quyết chiến là quyết thắng nhà bọn mày như cứt tôi thằng ngu hip hop thần chủ tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng bọn mày nên lên cao dân trí trước khi tự phụ đòn kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu lông mẹ mày bị đụ bởi chín rồng nhà bọn mày như cứt tôi thằng ngu hip hop thần chủ tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng bọn mày nên lên cao dân trí trước khi tự phụ đòn kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu lông mẹ mày bị đụ bởi chín rồng.